làm cái đạn nhé anh. Giữa tuần của anh em vật liệu xây dựng. Cái áo bắt cạn đấy. Dài cuộn. Lời minh nhập. Wow, dài như một nhung cây. Cả bù 3 kg. Anh em câu được. Đấy, còn này là cá sơn đỏ. Cá sơn đỏ đi tắt hồ. Cá sơn đỏ đem cá biển chứ. Biển. Cá biển này này này, đấy bộ lòng cả bù anh em thấy chưa? Bộ lòng ấy. Chất lượng chưa? Đấy, một đạn lên rồi nhưng mà chưa. Đấy. Cái đó đấy. Ok. Đây, đây là em của anh Quỳnh, này anh Lực Hoa Hồng. Đấy. Lực Rossi. Cái dạng người ngon đấy. Anh Lực Hoa Hồng này anh ai anh. Anh phát biểu câu đi. Anh phát biểu anh. Cảm nhận cái môn nữ như thế nào? Rossi. Đấy. Lại bên đuôi nhà. Anh Lực anh cảm nhận cái môn nữ như thế nào anh? Nó vẫn ngon nhỉ. Sí, anh Lực có hào năng đây là sự thật đấy. Ngon. Anh Lực có điều ảnh của anh Hải, anh Hải sao phát TV đúng không? Đấy, đấy, đấy. Làm cắt cơn chứ. Đấy. Cảm nhận như thế nào anh? Yeah, ngon. 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 Ngon không anh? Ngon. 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 Ngon.